Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sáng nay, Liên đội trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An tổ chức chuyên đề cướp thành phố, chúng em làm kế hoạch nhỏ nhằm giáo dục rèn luyện ý thức tiết kiệm, yêu lao động, đoàn kết và biết sẻ chia. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 09 ngày 24 tháng 1 năm 2024 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và trong thời gian tới. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh, phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình của thị trường, chủ động có giải pháp từ sớm, từ xa và có phương án bù đắp nguồn cung xăng dầu phù hợp trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, các cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, đồng thời có giải pháp kịp thời không để ảnh hưởng gián đoạn nguồn cung xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành phố, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới. Để kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa, có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá với nhiều mặt hàng. Dự kiến sức mua dịp Tết năm nay có thể tăng hơn 10%. Cùng với các mặt hàng truyền thống thì thời điểm này, thị trường giỏ quà Tết đã rất sôi động. Tết năm nay, người tiêu dùng hướng vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, giỏ quà Tết bởi sự tiện ích và chú trọng về chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này có thể khẳng định thành phố không thiếu máu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bởi lượng máu thu được từ các nguồn đang bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và ứng cứu cho các tỉnh thành lân cận khi cần thiết. Thông tin từ Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, hiện trung tâm đang có sẵn 2.000 đơn vị máu, đồng thời từ nay đến sát Tết Nguyên đán 2024 sẽ tiếp tục tổ chức tiếp nhận máu tại trung tâm, cũng như phối hợp với các địa phương, các đơn vị tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện với mục tiêu tiếp nhận thêm từ 2.000 đến 2.500 đơn vị máu. Năm 2023, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật nên sản lượng giá trị ngành chăn nuôi đã tăng 1,2% so với năm trước, đạt hơn 5.200 tỷ đồng. Toàn thành phố hiện có 1.084 trang trại chăn nuôi, trong đó có 170 trang trại lợn và 914 trang trại gia cầm, có gần 37.000 hộ chăn nuôi quy mô nông hộ. Tổng đàn lợn ước đạt gần 154.000 con, đàn trâu bò ước đạt hơn 11.000 con, đàn gia cầm đạt gần 84 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi năm 2023 ước đạt gần 100.000 tấn, tổng sản lượng trứng ước đạt gần 275 triệu quả, bằng 92,51% so với cùng kỳ. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Sáng nay, Liên đội trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An tổ chức chuyên đề cướp thành phố, chúng em làm kế hoạch nhỏ, nhằm giáo dục rèn luyện ý thức tiết kiệm, yêu lao động, đoàn kết và biết sẻ chia. Qua theo dõi phóng sự về lịch sử phát triển 65 năm, phong trào kế hoạch nhỏ và hành trình kết nối yêu thương của Liên đội trường Tiểu học Cát Bi cùng với tiểu phẩm do thầy trò nhà trường dàn dựng, các đại biểu đã thấy rõ hơn một tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tuyệt vời của thầy và trò trường Tiểu học Cát Bi. Ngay từ đầu năm học, khi phát động phong trào kế hoạch nhỏ thì cũng đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các học sinh trong toàn Liên đội thông qua các hoạt động như là nuôi heo đất, thu gom giấy báo cũ, quyên góp đồ chơi, sách truyện cũ để tặng cho các bạn học sinh ở trên vùng cao, hay là hoạt động thu gom pin đã qua sử dụng để nhằm bảo vệ môi trường. Trong trò kế hoạch nhỏ cũng đã nhận được cái sự hưởng ứng rất là tích cực của tất cả các phụ huynh ở trong nhà trường cũng như tất cả các đồng chí giáo viên trong nhà trường. Một hoạt động vô cùng độc đáo, ấn tượng trong chương trình là hoạt động đấu giá siêu phẩm với ý nghĩa chúng em làm kế hoạch nhỏ, ý nghĩa lớn. Thầy trò trường Tiểu học Cát Bi đã cùng chung tay thiết kế hai tác phẩm vô cùng độc đáo, ấn tượng. Số tiền thu được sau buổi đấu giá sẽ để dành tặng cho các bạn học sinh trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn. Đến trường, em được các cô dạy bao kiến thức bổ ích và giáo dục tinh thần tương thân tương ái.
Em đã tham gia rất nhiều hoạt động như vòng tay bè bạn, làm kế hoạch nhỏ, quyên góp ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà thiết thực như sách vở, lương thực, đó là những phong trào ý nghĩa giúp em hiểu rõ hơn về một tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của thầy và trò trường tiểu học Cát Bi. Với trường tiểu học Cát Bi thì trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy ban huyện nhà trường thì phong trào cách đỏ đã được triển khai tới 100% đội viên thiếu niên nhi đồng trên nhà trường và đã đạt được hiệu quả tích cực, đặc biệt là trong việc tổ chức hoạt động đội và chăm sóc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị và tại các thiếu nhi trên địa bàn quận. Nhân dịp này, Liên đội trường tiểu học Cát Bi, quận đoàn Hải An và các mạnh thường quân tặng quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh của liên đội. Từ ý nghĩa của phong trào, chúng em làm kế hoạch nhỏ, tùy theo mỗi lứa tuổi và khả năng, điều kiện của bản thân đã giúp các em nhận thức được trách nhiệm của mình đối với bạn bè, gia đình và cộng đồng trong hoạt động nghìn việc tốt. Qua đây, góp phần đẩy mạnh phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hóa đơn điện tử hiện đã trở thành xu thế tất yếu, mang lại nhiều lợi ích cho cả người tiêu dùng, doanh nghiệp xăng dầu và cơ quan thuế. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết theo công điện số 1284 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Là doanh nghiệp khoa học và công nghệ duy nhất tại Hải Phòng được nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp với Tổng cục Thuế, Công ty Cổ phần Phát triển và Ứng dụng Phần mềm Bách Khoa đã nhanh chóng nghiên cứu và ứng dụng thành công giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử xăng dầu Bách Khoa và được đánh giá là một trong những phần mềm có giải pháp hoàn hảo nhất hiện nay. Xăng dầu Bách Khoa là giải pháp đầu tiên trên thị trường hiện nay làm chủ được cả thiết bị phần cứng và công nghệ phần mềm. Đồng bộ trên một nền tảng duy nhất giúp giảm bớt các chi phí trung gian, thời gian triển khai nhanh hơn, với chi phí đầu tư tối ưu vượt trên cả mong đợi của cửa hàng xăng dầu. Bên cạnh đó, nhờ làm chủ công nghệ phần cứng và phần mềm, giải pháp xăng dầu Bách Khoa sở hữu được các tính năng đột phá về công nghệ như tự động truyền dữ liệu trực tiếp từ trụ bơm, giảm thời gian về xuất hóa đơn xuống chỉ còn dưới 3 giây so với phương pháp nhập thủ công từ cột xăng dầu và tự tin về khả năng kết nối với mọi dòng trụ bơm xăng dầu trên thị trường. Qua đó, các chủ doanh nghiệp xăng dầu sẽ giảm gánh nặng về chi phí. Công ty Bách Khoa là đơn vị mà có thể đáp ứng được đầy đủ, đồng bộ tất cả các giải pháp của chúng tôi từ thiết bị cột bơm đến phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý xăng dầu cũng như phần mềm kế toán. Tất cả các phần mềm này đã tích hợp được với nhau nên do vậy là cũng rất là tiện ích. Xăng dầu Bách Khoa tự hào được nghiên cứu chế tạo dựa trên nền tảng làm chủ hoàn toàn công nghệ nói, 100% trí tuệ Việt đến từ các kỹ sư của doanh nghiệp khoa học và công nghệ với hơn 17 năm kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm quốc gia cùng hệ thống văn phòng, đại lý và cộng tác viên phủ sóng gần khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, giải pháp xăng dầu Bách Khoa được phát triển bởi doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam. Đây là cấp độ cao nhất được chính phủ chứng nhận bởi Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực truyền nhận dữ liệu và là giải pháp duy nhất hiện nay tại Việt Nam được Ban Cơ yếu Chính phủ chứng nhận đáp ứng các yêu cầu bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với luật an ninh mạng Việt Nam. Doanh nghiệp an tâm tuyệt đối khi đồng bộ hóa dữ liệu về cây xăng, khách hàng, doanh thu của đơn vị lên nền tảng số của xăng dầu Bách Khoa. Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã tìm được cái công ty phần mềm Bách Khoa là đã thực hiện được cái việc đấu nối vào với cái đường link, đường in biên lai bán lẻ, và qua quá trình thử nghiệm đến ngày hôm nay thì chúng tôi thấy là cái vấn đề này là hợp lý và đảm bảo về vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường, nên chúng tôi đã ký hợp đồng với lại công ty phần mềm Bách Khoa. Đồng hành hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trong thời điểm kinh tế khó khăn, xăng dầu Bách Khoa hiện đang có chương trình ưu đãi. Phần mềm Bách Khoa tận tâm tận tụy phục vụ khách hàng với phương châm khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia, khi làm việc chúng tôi là chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0789 322 322 hoặc số tổng đài 1900 996667 để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi đặc biệt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.